ba dấu vết trên tài sản của một doanh nghiệp đều. Dạo gần đây trên các diễn đàn đầu tư có một bài viết đang được các nhà đầu tư quan tâm. Bài viết này nói về tập đoàn công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương OGC muốn xóa toàn bộ nợ xấu và làm sạch vết báo cáo tài chính. Chưa biết mục đích là gì và ý đồ của người cầm trịch cuộc chơi ra sao vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên, đằng sau con số đó là không ít nước mắt của các cổ đông đã tin tưởng vào OGC phải gánh chịu. Tiền của mình, của gia đình mình thì tốt nhất chúng ta phải tỉnh táo mà bảo vệ nó. Bài hôm nay sẽ nói về 3 vết tích rõ nhất nằm ngay trên khoản mục tài sản mà nếu xuất hiện, bạn cần tránh xa cổ phiếu đó càng xa càng tốt. Không biết các bạn theo trường phái nào, thể loại gì, nhưng video này có thể cứu được kha khá nỗi đau vô ích khi bạn muốn tham gia đầu tư đó. 1. Quá nhiều tiền mặt một cách phi lý. Nhiều nhà đầu tư thích nói về các doanh nghiệp có nhiều tiền, có người còn coi đó là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Nhưng bạn không hiểu rằng, tài sản càng thanh khoản càng dễ làm giả, và thứ có thanh khoản cao nhất chính là tiền mặt. Nói không quá chứ nếu bạn thích, mình có thể tạo cho bạn một công ty và kê khống hàng trăm tỷ tiền mặt với chi phí bỏ ra chỉ tốn vài củ khoai. Cánh chân đất ngoái vài cái là được, thì huống chi mấy anh chủ tịch của các tập đoàn ngàn tỷ đồng với cái đầu toàn sạng. Sự xấu xa sẽ đến theo thứ tự như thế này. Tiền mặt trong két chỉ tốn đúng 5 giây để làm ra và chả tốn tí chi phí nào. Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, tốn đúng 5 phút ký tá và tí xăng xe chạy ra banh. Cứ thế, tiền gửi càng dài thì càng an tâm vì chi phí làm giả càng cao và quy trình xử lý càng phức tạp. Tốt nhất tiền gửi ngân hàng thì phải là kỳ hạn trên 1 năm và cứ ăn chắc giả thêm lưu chuyển tiền đầu tư để tra soát thêm quy mô nạp rút vào ngân hàng. Nếu đến đây bạn vẫn chưa tin mình, hãy ngồi lọc những cổ phiếu có tiền mặt dòng nhiều nhất và tự kiểm định. Sẵn tiện nghiên cứu thêm vụ gần 800 tỷ đồng tiền mặt của GVC sau một đêm còn đúng cái nịt là hiểu. Người tử tế và yêu nghề chẳng ai huy động rồi treo cả đống tiền trên cổng thành cả. 2. Khoản phải thu cũng có rít có rát. Năm 2008 đến năm 2010, khi mới vào nghề, mình bị ám ảnh với tư duy khoản phải thu nhiều chắc chắn là giả. Sau này, ngay thị trường dạy cho nhiều bài học mới hiểu được rằng khoản phải thu cũng có khoản này khoản kia. Có những khoản thu là mầm mống cho sự tăng trưởng cho doanh nghiệp, ví dụ như môi giới bất động sản, xây dựng, vân vân. Nhưng cũng có những khoản phải thu mà bạn phải cực kỳ cẩn trọng. Dưới đây là 3 khoản thu mà khi nó chiếm trọng số nhiều, không cần phải đọc sâu hơn, bạn cứ vứt ngay doanh nghiệp đó đi cho mình. Thứ nhất, trả trước cho người bán. Làm khoản mục này về cơ bản trả tốn tí chi phí gì. Về thời gian thì chỉ mất vài giây ký hợp đồng. 10 doanh nghiệp làm giả khoản phải thu thì có tới 7 đến 8 ông dùng cái chiêu này, ngon bổ rẻ. Thứ nhì, hợp tác đầu tư. Chiêu này còn lợi hại hơn chiêu bên trên nhiều. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nhưng lại vừa làm quy mô lớn mà cổ đông cũng chẳng động chạm đến được. Các dự án hợp tác đầu tư thì đều là bảo mật thông tin hoặc ở vùng sâu vùng xa khỉ ho cò gáy. Thứ ba, các khoản cho vay. Chiêu này cũng nhanh gọn nhẹ khi chỉ tốn chút thời gian làm hợp đồng và tốn tí tiền lãi vay tượng trưng nếu mấy anh thuế cằn nhằn. Chiêu này thì cũng làm được với quy mô lớn nhưng cho vay nhiều và giải thích với cổ đông cũng đến mệt. Bạn hãy thử xem lại các case kinh điển liên quan đến các khoản phải thu như DVD, KSA, VHG, OGC, HAG. Hôm nào mà chả dính đến ít nhất là một trong 3 cái bên trên. Có ông đi quá thì múc cả 3. Đến khi vỡ trận thì ban lãnh đạo gia nhập câu lạc bộ Juventus, còn cổ đông thì chỉ biết cắn răng mà đầu tư dài hạn. 3. Đầu tư tài chính ầm ầm. Khoảng 5 năm nay, giới đầu tư Việt Nam không còn lạ với mô hình holding. Những doanh nghiệp này chẳng sản xuất cái gì, cũng chẳng bán ra cái gì. Họ chỉ ký sinh trùng dài hạn vào những doanh nghiệp ăn nên làm ra. Chính sự hấp dẫn và có phần rối rắm của mô hình này nên có hàng tá chủ tịch vẫn vẽ ra đủ các cơ hội đầu tư tài chính dài hạn vào hàng tá các công ty từ OTC cho đến niêm yết. Với một nhà đầu tư bình thường thì ngay cả phân tích một doanh nghiệp đại chúng với đầy đủ các số liệu và công bố thông tin đầy đủ cũng là công việc rất khó nhai. Đằng này lại hàng chục công ty chưa đại chúng cũng không hề có tí số liệu tài chính nào thì đúng là cực kỳ nguy hiểm và dễ dàng bị dắt mũi. Vậy chìa khóa ở đây là gì? Chìa khóa ở đây là tránh xa những doanh nghiệp có tỷ trọng đầu tư tài chính dài hạn vào nhiều các công ty khác, đặc biệt là các công ty tư nhân không đại chúng. Cảnh báo đỏ nếu những công ty này có mối quan hệ với ban lãnh đạo hoặc có giao dịch thương mại với các doanh nghiệp bạn đang bóc tách. Chú ý thêm những khoản đầu tư vào doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng ngàn tỷ ở những vùng quê tỉnh lẻ. Mấy cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy thì hấp thụ làm sao nổi những dự án vài ngàn tỷ. Hãy thử đọc báo cáo tài chính của FLC, NHP, VHG và so sánh báo cáo tài chính của những doanh nghiệp holding thực thụ như REE, VEA. Bạn sẽ thấy sự khác nhau rất lớn về danh mục đầu tư và tính minh bạch trong cung cấp thông tin các khoản đầu tư. Nhìn chung là có nhiều cách để phát hiện gian lận và đọc càng sâu thì sẽ càng có kinh nghiệm ngửi mùi những pha thế này. Thì ba khi mình vừa nói đã hỗ trợ bạn được khá khá. Muốn sống dài với nghề đầu tư thì thà ta phụ mấy ông lãnh đạo dâm còn hơn để các vị ấy phụ ta. Trên đây là câu chuyện mà ESG muốn chia sẻ cùng các nhà đầu tư để giải mã các dấu vết trên tài sản của một doanh nghiệp đều và cách đọc báo cáo tài chính dễ hiểu nhất.
Nếu bạn quan tâm và muốn học về đầu tư, hãy tham khảo thêm khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính của ESG. Đăng ký ngay tại phần nội dung chi tiết dưới video này. Chúc các bạn tìm ra những phương pháp đầu tư hiệu quả, hữu ích hơn trong tương lai nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, share và subscribe trên kênh để ủng hộ team chúng mình ra thêm nhiều video mới trong thời gian tới nhé.